Ai là người đanh đá nhất? Ngại ngùng gì không bước ra? Chị có bao giờ đánh đá đâu, em điên. Duy Khương là người chưa đếm 3, 2, 1 là đã bước ra rồi. Rồi ai nữa? Và Nam Em là người bước ra cuối cùng. Ôi trời ơi, Nam Em đánh đá. Em đánh đá hồi nào? Đó. Sai là tự bể. Những người ồn ào nhất xin được gọi tên Việt Khương. Tiếp theo đó chính là Duy Khương. Chị biết vậy nãy chị không bước ra đâu thiệt. Chị nghĩ là chị phải ấy, chị phải... Chị phải sao? Chị giống như là chị... Chị là cái vũ trụ ồn ào là có tên chị. Chị là gửi cái thông điệp cho tụi em á. Cái thế hệ sao ồn bắt chước chị không á. Trời ơi, trời ơi. Việt Phương. Dạ, Võ Tấn Phát. Đại diện cho hai môn phái khác nhau. Dạ, xin được gửi lời chào đến tất cả những khán giả đang đến với chương trình Tiếp Chiêu Đi Cho Chi. Chương trình của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Madison Media Group thực hiện, được phát sóng vào lúc 20:30 các ngày thứ năm trong tuần trên kênh HTV7. Và quý vị có thấy hai phong cách khác nhau cũng giống như hai môn phái mà Việt Phương nói. Dạ. Bên đây đồ vét, like bà ba nhẹ. Bên đây đồ thể thao. Thể thao. Không biết hôm nay tình hình tiếp chiêu sẽ như thế nào. Dạ. Trân trọng giới thiệu bạn diễn của chúng tôi ngày hôm nay, Thuận Nguyễn. Đẹp trai. Em giới thiệu ai? Bên em là ai? Bên em, ủa? Không có ai. Không có ai hả? Vậy để Thuận Nguyễn. Dạ. Em giới thiệu về mình đi, hỏi một trái cam. Trái cam ngọt, đẹp là ngọt. Có hơi có xấu mới chua. Sao xấu mà chị khều khều đâu bên đây vậy? Chua đó. Đâu? Chua đó. Ôi, chua đó. Ta nhìn coi cũng được chứ không có đẹp bằng ảnh thôi. Sao em né qua đây chi vậy? Tại vì em thấy màu này nó không hợp với em lắm. Em thấy này cũng phải hợp hơn. Đây có chút xíu cam. Dạ. Và nhìn rất là giống chị, rất là hợp luôn. Đẹp ha. Một bên là màu cam, là cam sành nè. Đúng rồi. Bên cam chịu nha. Cam. Em mặc cái gì cũng đẹp. Dạ. Ừ, chị thấy vậy. Dạ. Nè, mặc 3-4 lớp cũng chưa thấy đẹp lắm. Thì ra em có dành cái sự đẹp với ảnh đâu. Ờ, bỏ em qua bên đi. Chị bỏ lâu rồi. Chị bỏ từ lúc bên này rồi, tại em chạy qua bển chị. Thà em đứng sau lưng chị chịu có thấy nè. Và xin mời nghệ sĩ tiếp theo đến với Tiếp Chiêu Đi Cho Chi số ngày hôm nay. Xin mời anh Hoàng Huy, đồng đội của em. Tôi là Hoàng Huy, người trong cặp xấu nhất của chương trình Tiếp Chiêu Đi Cho Chi. Là tụi mình á. Phi ơi, em bước ra mà hư hình luôn. Trời ơi. Hồi nãy Thuận nó bước ra, nó muốn đứng đâu đứng vẫn đẹp. Em bước ra hư hết trơn luôn. Hồi nãy Thuận bước ra có mấy người rồi bỏ về luôn kìa chị. Sao vậy anh? Cái người bỏ về là ai vậy Phi? Nam diễn viên Duy Khương. Là về luôn á. Hương ơi, đừng có về. Còn chị Hương, chị ruột em đây nè. Khương với Hương, đừng có về. Ủa chị? Chị không cản em về luôn. Không, đừng có. Không, chị cản chứ. Nè, em đứng kế bên nè. Đó, em phải có ở đây để mới có trái. Phải có cây. Đúng, không phải. Trái phải có phải, có nghĩa là mình biết cái đâu là trời, đâu là vực. Đi qua đây, đi sáng sang nè. Này, chị cứu em tự vực lên chị nè. Chị cứu em đi. Giới thiệu người đẹp Nam Em. Thấy sang chưa, cái mặt ganh tị. Nè, đứng vô cái màu cam cái nữa nè. Chấn động không? Xin chào quý vị khán giả, tôi là Nam Em và tôi đang có mặt tại Tiếp Chiêu Đi Chờ Chi. Mấy đứa sang đi hay đánh hồng lắm. Ủa vậy hả em? Đó. Ủa, tụi mình lại về gặp nhau nữa hả? Không phải, như chị qua đây chị đứng đi. Ôi, nhìn như là những doanh nhân thành đạt mặc vest luôn. Trời ơi, tự nhiên tới cho nắm tay Nam Em, tự nhiên chị cảm thấy gì á hậu rồi đó. Á hậu một. Hoàng hậu, chị còn cao hơn cả hoa hậu nữa, chị là ghê gớm lắm. Thôi giới thiệu gì, giới thiệu đi, chơi gì chơi đi. Vậy mình vô trò chơi đầu tiên nha. Dạ. Nhưng trước khi bước vào thử thách, xin mời quý vị nghỉ trả lời chung ít phút, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Tiếp Chiêu Đi Cho Chi. Ủa chị Hương đâu rồi? Đây nè. Chị làm gì bên này vậy? Chị đang giữ thùng quà. Trò chơi này rất là thú vị. Chị sợ tụi em nhìn thấy trong đây gì, chị sẽ tả nhưng chị không nói tính năng của nó. Tụi em dành cái chiếc ghi lên bảng để giành được chị. Ai có nghĩa là ai mà đoán nhiều nhất á là sẽ thắng đúng không? Ừ, ví dụ trong đây có 20 món mà tôi giống như Thuận vậy đó. Dạ. Em giành cái viết, em viết được 7-8 món là em thắng rồi, em giành được chị. Thích quá tự nhiên thấy có giá trị chứ sao em. Chia ra hai lượt hả? Chia ra hai lượt, lượt đầu là tất nhiên tụi em sẽ giành chị rồi, lát có lượt nam em. Ủa em chơi lượt thường, lượt sau không được không? Ủa em định nói rồi. Ờ, chơi lượt sau thôi. Chơi lượt sau đi. Cái lượt này giành nhau để diễn kịch luôn á. Tôi muốn có việc hơn, tôi muốn có việc hơn. Cái người thắng lập trường chơi kỳ quá, để em chơi chị. Vừa mới nghe tưởng là xếp đậu với thiên hoa hậu này nọ, cái bỏ chị luôn. Rồi bây giờ chị chuẩn bị đọc nha. Rồi. Rồi đây mời cả nhà xem. Phương tiện vận chuyển mà có cánh quạt. Phương tiện vận chuyển mà có cánh quạt. Mà có cánh quạt. Ghe. Cái ghe nào đựng trong cái thùng nữa. Có não không? Em nghĩ cái chân vịt nó mới nằm gọn trong đó chứ cái ghe sao mà. Hồng, đứt tay chị Hương. Ừ, cái chân vịt thì chị bóc rồi đứt tay. Cái bay trò chơi em bé. Rồi xong chưa? 3, 2, 1 hết giờ. Hết giờ rồi. Ủa? Không phải tại em không chịu dành cái viết. Rồi, lại lại nữa nè nha. Cái cục vuông vuông có 6 mặt làm trò chơi. Cái cục vuông vuông có 6 mặt làm trò chơi. Trời đất ơi. Thì ghê quá vậy. Tán cái bàn đầu em chị thấy không? Tán cái bàn lên đầu luôn, xạo dễ sợ không? Rubia. Rồi, tới người ta. Đưa đây. Xin ngầu. Đây hình ảnh. Anh soi mà dễ nữa. Cái gì vậy? Giết nhà mình hả? Ta yên tâm. Giành không lại. Trong văn phòng bàn làm việc thường có món này. Anh có hiểu câu hỏi không? Trong văn phòng bàn làm việc thường có món này. Anh có hiểu câu hỏi không? Anh có hiểu câu hỏi không? Có vật sắc bén, hai bên là nhựa. Chơi xong cho em chơi nữa. Có vật sắc bén hai bên có là nhựa. Có thể giữ được mẹ nhiều lên. Có vật sắc bén hai bên là nhựa. Có thể giữ được giấy sách dính lại với nhau. Rồi. Trời mượn, em ghi nhiều quá vậy. Đâu có ai cấm đâu anh. Hết giờ. Em rất tiếc phải làm điều này. Di chuyển được ngoài đường lộ. Gọn vậy. Cụ thể có 4 bánh. Đó, hát chưa? Tại vì em giành trước thì dán chịu. Là xe hơi. Chưa mà. Ủa còn hả? Chứ xe hơi, ô tô làm sao mà để được trong đó anh? Xe hơi được chơi vậy? Hết giờ. Rất vui được làm chuyện này. Hết giờ. Hai lần rồi. Mời về. Cái này. Đó rồi, chúng ta xui. Khi mà chụp là chị không nói nữa. Chị đang nói mà, chị nói tiếp đi. Chị mới nói cái này. Cái lễ gì? Lễ gì? Nhã viết ra mới có thông tin. Đi về. Cái lễ gì chị? Bằng nhựa. Có gai 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 trên rất nhiều. Cái cục gì mà em bé hay chơi á? Cái bành cao su. Bành gai. Buổi sáng hay dùng. Đi tiệc tùng cũng có thể dùng. Ghê vậy? Ờ, cái này ai có tóc cũng xài được. Dễ chưa? Hết giờ. Hết giờ. Ai có con đều biết.
Ủa, có con tôi đây, có gia đình. Ủa, ai có con đều biết. Ủa, có con tôi đây, có gia đình. Phát ra tiếng động à, bằng nhựa cao su mềm. À, cái gì bô bô bú á. Hết giờ cho Duy Cương. Có phát ra tiếng động. Có tiếng động là gì trời? Cái gì ta? Có thể bơi lội. Dịch. Dịch được chơi. Rồi nhiều như vậy luôn mà không ra luôn hả? Con đó thường thường là có con dịch nè, rồi có con... Con hải cẩu, con hà mã hả? Nhiều quá, nhiều quá. Một cái thôi, một ý thôi. Hết giờ nha. Còn ghê chưa? Con gì, con gì vậy? Chưa. Hết giờ nha. Còn ghê chưa? Con gì vậy? Chưa. Cái trái này rất nhiều hạt. Trái thanh long. Lột rất nhiều vỏ. Rất là đều nhau. Ấy vậy là bắt đúng rồi. Cho bắt đúng rồi. Thôi anh Phi viết rồi. Còn viết sao khác được rồi. Trái ngô. Dài dài cứng cứng. Lạnh lắm, lạnh lắm. Nghe rất là cực liền. Có hai cái gọng. Phải không ta? Dài dài cứng cứng mà có hai cái gọng. Tại vì nó lúc mà cầm lên là dài dài cứng cứng. Có hai cái gọng, có hai cái chồng, phải không ta? Hồi nãy cái này là xếp lại nha, quay cận tay Hương nha. Cái này là hồi nãy xếp như vậy là rất là khó luôn. Thì hai gọng cứng cứng dài dài là gì? Này đâu dài đâu, này ngắn mà. Mà phát ra ánh sáng buổi tối sao thể xài được. Phát ánh sáng buổi tối khuya tấp điện. Ủa sao cầm viết đi luôn rồi. 3, 2, 1 hết giờ. Tổng kết đi ạ. Tổng kết điểm lại là Hoàng Phi là được 3 điểm, Tấn Phát là được 3 điểm, Duy Cương được 2 điểm và Thuận Nguyễn được 2 điểm. Nói nghe nè, thắng thua chưa biết về ai nha, cho nên tới Nam Em là phải chiến đấu hết mình nha. Rồi, lượt của Nam Em. Nè, như ảo thuật vậy. Thôi, ảo thuật hả? Ghê không? Trời ơi, ơi. Con gì biết bơi? Con gì biết bơi mà ở trên bờ được? Tết rồi đó, người ta hay cúng rồi đó. Tự nhiên con rùa mà Tết ai cúng con rùa trời. Cái con gì mà gặt lúa xong là cho đi lên cái chỗ đó cho cây đám lúa năm hết mấy cái mọt á. Thật là sinh động mà. Cái gì mà cho bác sĩ đeo á. Trời ơi, cái nãy anh ghi đúng không? Tao nghe điện thoại. Bác sĩ hay đeo bông tai. Đúng rồi, bác sĩ nữ hay đeo bông tai. Kìa, coi kìa, tự nhiên cái tâm linh có ghi vô luôn á. Ủa, cái tai nghe nó khác cái ống nghe. Trời ơi, cái này là cái mềm mềm mọi người đang mặc á. Nó mềm mà đeo được bằng hai chân á. Đeo bằng hai chân á. Mềm mịn mà đeo được bằng hai chân. Vớ nha, vớ. À, cái này để uống nước. Ừ, à, khoan. Khoan, khoan, không phải rồi. Cái này là thao sai chính tả luôn. Cái này là thao sai chính tả luôn. Cái gì mà chồng chị Hương hay thổi á? Cái kèn. Kèn gì? Cái gì vậy? Kèn gì? Kèn thôi. Kèn gì? Kèn tây. Nồng độ cồn. Thổi nồng độ cồn, yeah, đúng rồi. Cái
này để học sinh ghi vô á. Ủa thượng em có thật sự tham chơi không? Không phải. Ủa thượng em có thật sự tham chơi không? Không phải. Chưa nói gì là ổng giùm. Rồi đọc tiếp, học sinh vô sao? Để ghi vô á. Để ghi vô để nhớ bài. Ừ. Vậy là cái bảng đó. Phải không? Mà qua cái khác rồi nha. Qua đi, rồi qua đi. Cái này có bánh xe. Lấy cái cục gom chi vậy? Anh lấy trước, xin lỗi em. Anh cũng có điểm. Cái bánh xe mà... Đừng nói nữa, cho ghi bánh xe thôi. Đồ ăn gian, các dạng xe. Cái xe này có cái thùng bự ngoài sau á. Có cái đồ xúc. Xe cẩu. Xe này có cái đồ xúc. Là xe cẩu, xe cạp. Xe nâng. Không biết phải không, không biết đang nói đúng không em. Xe nâng cái người lên, sử điện đưa, có cái cục đưa lên đó. Bỏ qua đi. Cái này là gì? Cái gì? Nói lên. Cái này là cái cục. Hình dáng nó là sao á? Hình dáng nó cái cục, xong có cái gì nó chọt, nó chĩa ra. Đưa vô lỗ tai được không? Không biết. Trời đất ơi. Ê, nó nghe nè nam em ăn gian được. Tại vì em cao đó, cái em nhìn không được, cái em chờm ở đây nè. Trời đất ơi. Còn chị là bỏ luôn, làm sao giới ra tới. Cái này là cái dụng cụ nấu ăn. Mày đừng nói nữa em, đừng nói nữa. Mày đừng nói nữa em, đừng nói nữa. Để chiên á. Để chiên mà vớt ra cho nó đừng có bị nhiều dầu á. Cái sạn kìa, nó để cái sạn kìa. Từ địa phương nha, em quê em ở đâu? Quê em ở Bình Phước. Bình Phước. Xài cái sạn. Không có. Thứ gì? Xài cái vợt. Cái vợt gì? Đi ra đi đứng. Đi ra đứng đừng có xạo. Cái ở quê em là em chơi với cao su đều không mà không có chơi với cái đồ dầu mỡ. Này hả? Vợt lưới kim loại. Tiếp nha. À, cái gì mà mình viết sai xong mình lấy mình xóa. Đóng nắp lại. Cái gì mà mình viết sai xong mình lấy mình xóa. Gom. Đóng nắp lại mà. Đóng nắp lại. Gom. Ủa, đóng nắp lại mà. Gom. Mà cái này là cái hiện đại chứ nó không phải là cái kiểu viết chì nha. Cái này là đồ để viết bậy rồi xong rồi gạch vô á. Em có chơi không? Chơi đó chứ mà thì đóng nắp lại xong rồi lại cầm qua viết luôn á. Không biết luôn á. Cái này cái đồ hay đeo mà. Lịch. Cái đồ hay đeo mà. Lịch. Cái đồ đeo ở đây mà mấy cái chỗ mà event người ta hay đeo á. Wow. Cà la vát luôn. Hết rồi không? Hết giờ luôn. Tổng là bây giờ nè, em là 3 điểm nè, anh Phi là 6 điểm, Phát 6 điểm và Khương 4 điểm. Ai đang thắng vậy? Ai đang nhiều đời điểm nhất? Em với anh Phi là nhiều nhất. Phát với anh Phi. Rồi vậy thì ai thua về đội chị? Phát với Phi về đội nam em. Rồi, Khương qua đây. Lâu lắm rồi mới được về đội đẹp á. Vậy thì tiếp chiêu đi. Chào chị. Hay vậy Phát? Hay không? Hay dễ sợ luôn. Chỉ có con nít mới làm được vậy thôi. Thiệt luôn. Quý vị khán giả đang quay trở lại với chương trình Tiếp Chiêu Đi Cho Chi. Và bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhỏ nhỏ để phân chia đội nào là đội tung chiêu và chị đội lớn nào. Em kiếm chị lớn chơi đi. Chơi lớn luôn hả chị? Chấn động đồ lên, chơi nhỏ chi. Đây tay to mặt lớn không mà bắt chơi nhỏ. Rồi có trò chơi lớn rồi. Rồi. Với tên gọi là giấu răng sao cho khéo. Giấu răng là đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi. Ai mà có cái mỏ dài bằng chị giấu cái răng. Ở đây là em thấy là Phát bị bất lợi. Tại sao? Tại vì Phát làm răng dài hơn cái khung môi. Lúc đầu á là Phát làm nhuyễn thôi. Rồi các em có khen là em làm hai cái răng thỏ dễ thương quá. Cái Phát đi làm thỏ nguyên hàm luôn. Trời đất ơi. Rồi thử nè. Bây giờ mỗi người sẽ có một bộ đề. Thay phiên nhau đọc từng câu trong bộ đề này. Đây chị đọc. Từ từ nha chị, từ từ nha. Từ từ. Từ từ nha.
Rồi, bây giờ mình bắt đầu nha. Nó nghe thằng thử nó đẹp có làm vậy được. Mình xấu mà làm vậy lên hình rất kỳ lắm. Thôi để Cường nói trước đi. Dạ, em nói trước hơn. Cường nào có ai? Cái gì? Cường nào có ai? Cường nào có ai? Cường nào có ai? Cường nào có ai? Lần đầu có thai. Lần đầu có thai. Lần đầu có thai. Lần đầu có thai. Trời ơi, lần đầu là thai liền hả? Lần đầu có thai. Biết rồi ngay đầu nhỏ nhai. Lần đầu tới ngay. À, lần đầu tới ngay. Lần đầu tới ngay. Có thai. Có thai. Khó thai. Đành đầu khó thai. Tóc à, ánh. Hả? Hả? Ấm, à, ấm ánh. Ấm, à, ấm ánh. Ấm, à, ấm ánh. Lấp, 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 lấp. Hí hổ ai hú. 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 Nụ nước nếu ngờ. Nụ nước nếu ngờ. Nụt ngờ, nụt nước ngờ. Nếu ngờ ngờ. Mà ngờ kéo nhà. Thật, thật. Thật, thật. Thật, thật. Cho em giải thích với khán giả chút xíu, khán giả biết sao sau khi mình cuốn cái môi một thời gian là cái lưỡi mình nó bị cuốn luôn. Cái thật ra lúc đó, mới đầu cuốn thì cái lưỡi nó cuốn, mà cuốn hồi nó mỏi, có nghĩa là lưỡi nè ho nghe có là nó khặt hơn, thành ra ngói nó không có cứng khác. Em xin đính chính là chị Việt Hương, chị mỏi quá, chị cố tình chị giải thích để chị xả hơi đó, chị nghĩ giấy lao đó chứ em không có xả hơi. Bây giờ xin giải tiếp. Ngớ ngẩn, ngớ nga, ngớ ngẩn. Trời ơi, nói gì? Ngớ nga, ngớ ngẩn. Ngớ nga, ngớ ngẩn. Ôi ơi. Oh yeah. Hey good. Ăn hai ăn hốc. Ngọt quá, hốc quá. Ăn hai ăn hốc quá. Ăn hai ăn hốc. Hầm hà hầm hụt. Hồi nãy giờ là nam em là em thấy cười nhiều nhất. Đúng rồi. Nam em tới đây để cười mà. Cho nên là đội nam em thua rồi. Thua. Đội mình sẽ được quyền quyết định là tung chiêu hay là tiếp chiêu. Để chị hỏi người đẹp. Thuận em muốn diễn trước hay diễn sau? Khương mới nói gì nha, nói vô một cái là tôi nghỉ liền. Thôi mình diễn trước đi gì ha. Diễn trước rồi. Gan nha. Gan nha là sao? Diễn trước đi. Diễn trước đi. Thôi thì mình sẽ diễn trước nha. Mọi sự là do Thuận sắp xếp. Bị gì Thuận đẹp. Xin mời quý vị khán giả đến với phần tung chiêu của đội chị Việt Hương trong chương trình. Tiếp chiêu đi. Chờ chi. Anh ơi, tại sao anh mặc đồ gì mà nó trơn vậy? Em thích là tung tiền vô người em. Alo.
nhiều tiền quá. Hả? Nhiều tiền quá. Nhưng mà cái nết của mình là đừng có mua cái gì. Đúng. Phải mua gì hết. Dạ, phải chống quơ, chống quớt như vậy đó. Mua gì ta biết mình giàu. Tấm niệm này là phải xin của bạn bè. Mình mà khoe của nhiều quá đó là hàng xóm đó, rồi bà con đó, người ta gọi ta mượn tiền. Đúng rồi anh. Đúng không? Đừng có cho ai mượn tiền hết trơn á. Anh phải tích cái tiền anh phủ lên người em nè. Em bệnh quá. Em sốt quá. Sốt hả? Dán tiền. Dán tiền. Trời khỏe người muốn ngắt liền. Thích quá. Em thích nhất được làm vợ anh á. Sao vậy? Trai đẹp. Trai đẹp còn giàu. Anh giàu không miếng coi. Không thiệt ghê. Hồi xưa em nhớ thằng Khương không? À, thằng Khương 66. Đúng rồi. Mỏ mớm. Thì đó nhờ nó cho mình mượn tiền mà mình làm ăn được cái gì nè. Nhưng mà kệ nó, nơi bây giờ mình mà gặp nó mình giả nghèo giả khổ đừng có trả tiền. Hôm qua nó gọi điện thoại cho anh kìa 10 cuộc. Hả? Không, anh không bắt máy luôn mà. Xong nó nhắn tin. Nó nhắn sao? Dạo này làm ăn được không bạn? Không. 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 Sao em lại có thể đúng ý anh như vậy? Đất ơi! Anh trả lời đi ngay luôn! Em là vợ anh mà! Ây da! Ây da! Ây da! Ây da! Đứng trước cửa mà ai xô vậy? Ây da! Trời đất ơi! Em ơi! Thấy cái gì không? Thấy cái gì không? Thấy một cái dông. Nên mới vừa lướt qua. Qua hàng rào á! Qua hàng rào nhà mở mình. Mở cửa! Thì bạn anh! Bạn mở anh! Mở cửa đây! Ê! Giờ sao? Vô nó thấy tiền. Nó bỏ cửa rồi kìa, nó đứng trước cửa. Giấu tiền em ơi! Giấu tiền em ơi! Anh Thuận, chị Hương ơi! Anh Thuận ơi! Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Anh ơi! Trời ơi! Chồng con chỉ có một người, nhà thì nghèo mà bây giờ bị đau ba khỉ! Đau ba khỉ! Ủa hồi nãy mà chị mở cửa chị bình thường lắm. Thì cái cửa vừa mở là chị lộn mèo mấy vòng chứ vậy? Trời ơi! Quất ức quá anh ơi! Nhà em khổ, nhà em nghèo quá mà chồng con bị bệnh nan y. Trời đất ơi, chị đừng có đu. Chị có gia đình mà chị hay đu quá. Anh ơi, anh đi đâu vậy? Trời bây giờ, anh bị cái gì mà anh nằm đây vậy? Anh bình thở không nổi, thấy cái mặt không? Dạ em nè. Thôi kìa, nhào vô. Sốt quá. Sốt đi bệnh viện. Sốt đi bệnh viện. Trời ơi. Không, chồng tôi chỉ muốn nằm đây thôi. Không được đâu, sốt cao phải vô bệnh viện. Ở nhà là chút xíu nữa là coi giật đó. Không, không có ai giật lại vợ chồng tôi đâu. Cho nó là cho ảnh nằm đây. Anh đi qua đây làm chi với anh? Mượn tiền bị vậy bên nhà xây cái nhà nửa cái chưa sao? Mượn tiền. Chồng em giật kinh phong luôn kìa. Đừng ai nói chuyện tiền với vợ chồng em hết trơn. Vợ chồng em không có tiền. Cái vậy? Không có tiền phải không mình? Hương ơi. Hả? Hương ơi. Thấy ông bệnh sợ quá. Kêu Khương ơi kìa. Cái gì? Nắm tay ông đi. Thôi lay giữ nhâm nha. Không có lay, ho lao mà lay cái gì bà. Thôi trời ơi, thôi la chồng ôm nha, bệnh đi chứ bắt gì mà khi ta bệnh. Ê, khoan. Giúp đỡ. Có điện thoại kêu nè. Alo. Cái gì? Trời ơi, đang ở bên nhà vợ chồng của bà Hương với ông Thuận nè. Cái gì? Trời ơi, đừng có lo. Ổng sắp đi rồi. Bây giờ cái tiền mà anh thiếu ổng á, coi như là bỏ luôn đi, khỏi trả coi như hết nợ. Cái gì? Anh mới nói cái gì? Ở cái ông hôm bữa mượn nợ 200-300 triệu đó. Hả? Bây giờ là bà vợ bà cũng rối rồi. Bà không bình tĩnh, bà không nhớ tiền nào chồng bà cho mượn. Bà không nhớ cho mượn, bà không nhớ. Bây giờ mình tính lại đi. Mình cho ông kia mượn 300 triệu mà mình xù luôn. Mà trong khi mình nợ ông này có 200 triệu rồi vậy mình ơi vậy lấy. Đúng rồi, vậy đâu có được. Khoan nha. Thôi nó nghe nè. Coi chưa, khỏi. Khoan từ ông ơi. Tốn điện thoại cho ai? Nghe nè, khoan nè. Tiền nợ tôi là phải trả không? Không. Không có bệnh hoạn gì hết á. Khỏe lắm. Rồi chị á. Ủa, nói nghe. Ê. Nè. Sao nãy nói là bệnh sao? Thôi. Cái gì vậy? Tiếng đâu đó trời vậy? Ê. Trời đất của bà này.
Ủa sao nãy nói là bạn nói bệnh bây giờ gì lên cơn co giật đau ban khỉ gì đó sắp chết rồi mà. Một luồng gió qua là tôi khỏe lại liền không? Cái gì gió đi nghe là méo miệng chứ mà gió đi nghe khỏe hết trơn không, đó. Tôi khỏe lại rồi không bệnh hoạn gì đâu. Bây giờ xác định là không bệnh đúng không? Không bệnh. Không bệnh thì nhớ tới số tiền xưa mượn lập nghiệp không? Hai chồng xưa mượn mà buôn bán mà có được cái số tiền như đây nè. Chứ hồi xưa không có được vậy đâu. Không, không nợ thì phải trả chứ sao không trả được. Nhưng mà cái tiền này là tiền ta gửi. Ai gửi dữ vậy trời? Cha mẹ gửi. Đúng rồi. Cha mẹ tiền này là tiền già. Thôi trời ơi. Tiền này là tiền cha mẹ của em gửi cho em. Rồi. Bây giờ em phải trả cho cha. Cha mẹ gửi cho hai vợ chồng. Đúng rồi. Rồi có kể cha mẹ là hồi nhỏ thiếu nợ tao không? Em đã từng thiếu nợ sao? Trời ơi, thiếu nợ nhìn như nghèo quá khùng hay sao quá. Xưa mượn nợ mà nói là sau này em già em trả. Khi nào em giàu em trả, tụi em chưa có giàu. Trời ơi, tiền này là của cha mẹ em để lại cho em. Thôi bây giờ không trả đúng không? Không. Thật ra hôm nay qua là giỡn với hai người thôi. Chứ không có mượn tiền gì đâu. Ủa chứ sao? Nghe nói nè, ở nhà tôi á là xây rồi, xây xong rồi, không có mượn nợ gì hết trơn á. Nói cho hai người nghe là an tâm thôi. Mới xây xong cái nhà có 5 tỷ à. Có người vô trả 10 tỷ liền. Cái gì? Bây giờ dư rồi, mua cái nhà kế bên có 3 tỷ, dư 7 tỷ để không biết làm gì. Bây giờ dẫn hai vợ chồng qua ăn chơi được không? Chơi hết nguyên tháng về. Sao vậy? Xéo. Nghe đến tiền hay là mệt quá. Làm ăn sao hay dữ vậy? Gọi kế bên ta đủ nợ mua nhà còn có 3 tỷ à. Dư 7 tỷ. Dư 7 tỷ. Cho tôi mượn 5 tỷ đi. Đừng có mượn nữa, bây giờ qua nhà chơi đi tôi nuôi. Nào mà ông bà già cho cái của làm ăn lại từ đầu rồi về đây chơi. Ủa nói vậy là nãy giờ anh qua đây mời tân gia thôi chứ phải đòi nợ hai chồng. Trời ơi đòi chi mà mượn lâu quá không có nhớ được. Đòi luôn á, đâu có trả đâu mà đòi. Đi ăn mình ơi, đi ăn mình ơi. Khoan, nó nghe nè, đi trị bệnh cho ổng đi. Thấy cái mặt ổng xanh lè không? Bệnh dữ lắm nha. Bệnh gì đâu? Không có, tụi tôi đâu có bệnh hoạn gì đâu. Ăn đi, ăn đi, qua ăn. Khoan đi. Gì? Nghe ăn là cái mừng. Từ từ. Bây giờ trước khi qua nhà tụi ăn á là hai người phải đi chữa bệnh. Bệnh gì? Bệnh ham tiền. Ôi ôi nó đã. Ôi ôi, không có cái mùi gì trên đời này nó đã bằng cái mùi tiền hết trơn. Đúng rồi, đúng rồi. Nhà không cần nội thất, cần tiền vậy thôi. Nhức đầu. Dán vô liền. Ai. Ai. Lạ quá. Nè, nghe anh dặn nè. Nhà mình không cần nội thất, không cần cái gì hết. Để làm gì biết không? Làm gì? Để cho bà con hàng xóm dòng họ người ta nhìn vô người ta không có biết là mình giao. À, không, người ta nhìn vô người ta biết mình có tiền là gì? Quên. Người ta sẽ mượn. Đúng rồi. Nhà mình trống không, không có cái gì hết. Một bớt mua đồ mỹ phẩm rồi lại như không? Nó mấy cái cặp lông nheo này nó xài xong rửa giặt lông xài mi thiệt. Phải nói đồ hiệu thì còn chấp nhận lông mi thiệt nè chị. Rồi sao nữa? Sao nữa là sao gì? Sao nữa? Tôi lấy được người chồng đẹp trai tôi thích quá. Em thích nhất được làm vợ anh á. Sao vậy? Trai đẹp. Trai đẹp còn giàu. Hôn miếng đó. Coi. Không giả nữa. Trời ơi, tôi lấy được người vợ đẹp gái tôi cũng hạnh phúc quá. Tất cả đứng im. Chồng anh chị đang có mặt trong nhà. Chỉ cần không mở cửa, 15 giây nữa chúng tôi sạp vô. À, đợi tiền nè. Gồm. Lâm. Để cho bất kỳ một ai biết mình có tiền không? Chỉ đúng 15 giây. 15, 14, 13, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ai cha, đồng hồ hư rồi, phải đếm lại thôi. Mở cửa. À, trời ơi. Cho
hết rồi, chị nhà bị mèo nhập rồi. Cái gì đó, có vô lộn nhà không mà sao thấy vô thấy lộn mèo quá vậy chị? Trời ơi, anh làm gì mà nằm xải lai ở đây vậy? Chồng tôi bị bệnh nan y. Bị à, quên bệnh... chồng tôi bị bệnh nan y. Nhà em khổ, nhà em nghèo quá và chồng con bị bệnh nan y. Thuận ơi, em ổn không Thuận? Thuận, em còn nhớ số tiền em nợ anh không? Trời, đúng bệnh nan y rồi. Nợ nần mà không nhớ gì là bệnh nan y rồi. Thôi bây giờ chuyện như vậy, tôi cũng kể luôn với mọi người, hoàn cảnh tôi cũng khó khăn lắm. Nhà tôi đang xây bên kia, mà xây mới có tới tầng thứ hai, còn một tầng nữa thì đứt vốn. Bây giờ tôi cần tiền, tôi cần số tiền các người mượn tôi để tiếp tục xây căn nhà đó. Bao nhiêu mượn nhiêu, bao nhiêu? 300 triệu. Trời ơi, 300 độ, sốt 300 độ rồi. Anh bị cái gì vậy chị? Gì mà nghe tới tiền mà anh giật quá vậy? Tôi cũng muốn giật theo nè. Tôi mệt quá rồi. Hai vợ chồng bị nhặn như vậy đó hả? Đúng rồi. Thôi đừng bệnh nữa, tôi cho mỗi người 300. Trời, vậy giả nó, tôi đòi 300. Alo, anh bình tĩnh đi anh ơi, vợ chồng người ta đang bệnh quá. Dạ, anh nhà thì bị sốt, chị nhà thì quằn quại ghê lắm. Quằn quại lắm. Bây giờ nè, bỏ hết mấy cái chuyện tiền bạc đi, tiền anh thiếu vợ chồng đó, bỏ luôn, không có nhớ gì đâu. Bây giờ sáng rồi. Ê, gì vậy, gì vậy cha? Không có à. Ủa, thấy nặng quá. Không có. Alo. Không, thấy bệnh nặng quá. Ê, cái gì nào ra cái đó, tiền của ai thiếu thì người đó chịu. Ừ, trời đất ơi, anh thiếu tiền tôi thì anh phải trả tôi chứ. Còn cái chuyện tôi thiếu ông này thì tôi sẽ trả riêng. Ừ đó, tiền tôi có mà. Cái gì đấy? Ê, gì vậy? Anh chị có thật sự là con nợ không? Tiền cái như vậy mà vẫn không chịu trả cho người ta hả? Có, cái này là tiền. Cái này là tiền của cha của mẹ. Gửi tiền tôi giữ giùm thôi, có tiền mà không có miếng à. Giữ giùm ông bà già thôi. Như vậy là tôi đang làm một chuyện sai trái. Tôi đang đòi tiền một cặp đôi có hiếu hay sao? Còn cái gì nữa? Anh không có trong hoàn cảnh vợ chồng tôi, anh không có hiểu được. Không có hiểu đâu à. Trời ơi, thôi tỉnh giùm tôi đi, tỉnh lại giùm tôi. Tôi không có đòi nợ gì hết á. Tôi qua đây là để cứu giúp anh chị đây. Cứu cái gì? Cứu mình. Tôi qua đầu tiên là tôi khoe. Khoe gì? Căn nhà 5 tỷ. Bây giờ tôi bán căn nhà 10 tỷ. Trời ơi. Là không, tôi lời 7 tỷ là tôi nghĩ cho anh chị đầu tiên đó. Ôi, sao làm ăn cái gì mà giỏi dữ dần vậy trời. Thôi, tôi vừa cầm tiền trong tay là tôi nghĩ cái hoàn cảnh khó khăn của anh chị liền. Là tôi muốn chạy qua đây gặp anh chị để có 7 tỷ 300. Nhưng mà hoàn cảnh của anh chị khó khăn quá. Dạ, khó khăn lắm. Vất vả quá. Dạ. Thôi được rồi, bây giờ qua bên đó ăn uống với vợ chồng tôi mình vui vẻ, chúc mừng gia đình tôi có tiền được không? Ủa, vậy là qua đây mời là ăn tân gia đó, không phải đâu. Dạ, mời đi chơi đi, ăn uống với hàng xóm với nhau mà. Trời ơi, không có xóm. Trời ơi, không có xóm thiệt biết đâu. Chị bị cái gì mà chị cười không vậy anh? Không có kiểm soát được hành động nữa. Vợ tôi như khóc khóc cười như không có nhớ mình là ai nữa. Thôi, bây giờ qua bên đó ăn uống vui vẻ, mình suy nghĩ cái kế hoạch đi làm ăn kiếm tiền. Chứ tôi cũng đâu có muốn giàu có một mình, hiểu không? Trời ơi anh. Nhà bên đó tôi bốc thuốc chữa bệnh cho, tôi biết hai người bệnh gì luôn á. Bệnh gì anh? Hai người bị chứng tham tiền. Ơ đúng rồi, tôi không biết gì hết, không có nhớ gì hết. Ủa, quên tiền. Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Tiếp Chiêu Đi Chờ Chi. Và đây là vòng cuối cùng của chương trình. Năm em với lại là anh Duy Khương là lần đầu đến với cái game này. Chưa chơi game này đúng không? Đúng rồi, hai người là chưa có hiểu luật chơi. Dạ. Bây giờ em làm người đặt câu hỏi và em phổ biến luật chơi luôn đi. Dạ rồi, cảm ơn anh. Có cần minh họa không? Cho em qua đây nhé. Cho thấy cái sự khác biệt giữa MC và những người chơi đó.
bước qua đây nè, đang một cặp đẹp, cái thằng kia đi ra cái vô giống người đẹp và con quái vật không? Trời đất ơi. Trời ơi đau nha chị nha. Em qua đây em ơi, em ơi. Phát tôi mãi bên cạnh Phát. Dạ. Cũng vậy à, đứng kế Thuận Nguyễn cũng vậy à. Em nhíu xéo xéo qua luôn nè. Em chỉ có đứng kế chị thôi em mới sáng lên được. Trời ơi. Chỉ có người đàn ông mặc vest rách rưới chứ rồi. Cái gì rách rưới? Ôi hai đứa mình là một cặp vest đó cưng, sang dạ. Lên coi. Và vòng thi này với tên gọi đó là từ khóa này của ai? Dạ, có vẻ như chị Việt Hương, anh Thuận, anh Phi là quá quen thuộc rồi. Không quen. Không, cái nét này em nói là không quen đó chị, nét này lạ với chị lắm. Thôi đâu chị làm dễ thương cũng được nữa phải. Thôi kìa, dễ thương nè, năm em nè. Không quen. Nói dễ chưa, dễ thương liền, không cần làm gì hết trơn á. Không có biết em ơi. Chơi game hỏi quen không biết, không nhớ không sao không nhớ. Ấy thì mình nói làm MC làm chi. Đúng rồi, thấy khôi ra quá. Ủa làm gì vậy anh Cương? Anh biết bây giờ có luật chơi chưa? Chưa. Chưa luôn hả? Chưa nên bây giờ nói nè. Và chúng ta sẽ có những cái câu hỏi. Và những người chơi sau khi nghe cái câu hỏi đó, bắt buộc chúng ta phải bước lên trên để trả lời, mà phải trả lời thiệt lòng nha. Sau 3 tiếng đếm. Dạ, sau 3 tiếng đếm 1, 2, 3 là bắt buộc phải có một người bước lên trên. Cho năm em với lại Duy Khương chơi thử đi. Nè coi nè. Ai là người đẹp nhất? 3, 2, 1. Yes, nam em thắng. Rồi, nam em thắng. Thưa mẹ bước lên coi. Thua nguyên cặp. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu rồi, hiểu rồi. Rồi, bây giờ tất cả đều hiểu, chúng ta hãy bắt đầu với trò chơi. Từ khóa này của ai? Và bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên. Ai là người điệu nhất? 3, 2, 1. Bước. Và hả? Giờ ai vậy? Ai bước ra vậy? Có con bé bước ra nè. Rất lâu mới bước nha. Với ai bước ra nữa? Phi phải không? Dạ. Em cái giới tính của em linh hoạt hết sức. Người ta điệu nhất ta bước ra để người ta thắng đi. Em bước ra làm chi còn hai đứa thua. Em đâu có biết, em nghe đọc lộn. Em tưởng ai điệu nhất. Điệu bước ra luôn. Chị không bước ra mới kỳ á. Chị bước ra làm cái gì? Chị đâu có điệu. Chị sống thẳng quá mà chứ có điệu gì đâu. Mọi người kêu phải sống chân thật. Đúng rồi. Nhưng mà mắc gì anh bước ra? Thật ra mọi người, tôi là một người rất là điệu á. Mà chẳng qua là điệu mà nó cũng không đẹp lên được, cho nên nó mới như vậy thôi. Chứ sâu trong lòng em là một người điệu đàn. Chết bong bóng đi, đừng có xạo. Có sợ tiếng bóng bể không? Có em có hả? Điệu mà không bước ra mà. Và bây giờ sẽ là câu hỏi số 2. Ai là người đanh đá nhất? 2 ngùng gì không bước ra. Chị có bao giờ đánh đá đâu, em điên. Cương em bước ra đi, em là người đánh đá nhất á. Còn ai nữa không à? Còn ai nữa không à, có nghĩa là có một người à. Là thắng à. Hết giờ. Hết giờ. Ai vậy? Duy Cương là người chưa đếm 3, 2, 1 là đã bước ra rồi. Rồi ai nữa? Và nam em là người bước ra cuối cùng. Ôi trời ơi, nam em đánh đá. Em đánh đá rồi nào? Đó. Sai là tự bể. Em sai với cái của em đánh đá nào? Em đánh đá lắm đó vậy chứ, trong tình yêu em đánh đá. Thử ở nhà cái nét đánh đá làm sao? Đâu nét đánh đá coi. Ví dụ anh Thuận yêu em đi, em đánh đá cho coi. Ủa em sao em không ví dụ Hoàng Phi thương hay là Duy Thương thương em? Tự nhiên đấy, ví dụ anh Thuận yêu em đi. Nam em. Anh thích em lâu lắm rồi. Trời ơi, tao nói yêu chứ thích nói đàng hoàng. Nhỏ đánh đá thiệt nha. Vừa đánh đá bị sổ sàn rồi đó. Người ta chưa nói yêu mình rồi kêu tao nói yêu đi. Anh yêu em. Đánh đá rồi đó. Đánh đá rồi đó. Bé này nó lộn chữ đánh đá với chữ khờ mọi người ơi. Cái bé hồi nãy là nét đáng yêu nha. Tao vừa nói yêu em cái làm như nè. Cái tự nhiên vậy đánh đá. Đâu đánh đá coi chị Hương thử nè. Thử coi chị Hương đánh đá nè. Con nói yêu chị Hương thôi. Chị Hương, em yêu chị. Thôi đánh đi. Chị Hương, em yêu chị. Thôi đánh đi. Anh nghĩ sao anh đẹp vậy mà nói yêu tôi? Nghe là thấy lộng ngôn. Nghe là thấy sầu sạo rồi.
đáng lẽ hai câu vừa rồi chị là cái người mà hợp lý để bước ra mà chị không bước ra. Cuối cùng là Duy Khương với lại là Nam Em. Nam Em là vũ trụ đã chích rồi. Ủa sao đúng mà. Đúng vậy. Nhưng mà hai người cùng bước ra là thua. Em bước ra đánh đá là đúng, nhưng Nam Em không có đánh đá bước rồi cùng với em là em thua. Trời ơi, tức câu này là tất cả. Em bảo đảm là chị Hương sẽ bước ra nè. Trời ơi. Vô nha. Ai là người ồn ào nhất? 3, 2, 1 bắt đầu. Những chiếc nhện thiện lành. Ngại gì mà không bước lên một bước nào? Ai là người ồn ào nhất à? Chân thật nha. Mạnh dạng lên nào. Wow. Tôi thấy cái bảo sành của ai á. Tôi thấy cái bảo sành mập mờ của ai á. Hết giờ. Những người ồn ào nhất xin được gọi tên Việt Khương. Tiếp theo đó chính là Duy Khương. Em bước lên kia vậy Khương? Chưa dừng lại ở đó. Ai nữa? Nghệ sĩ Hoàng Phi cũng đã nói bước theo Duy Khương và Duy Khương à. Em bước lên kia vậy? Em không nỡ để chị một mình trong cô độc. Em rảnh quá thiệt luôn á. Chị biết gì nãy chị không bước ra đâu thiệt. Chị nghĩ là chị phải ấy, chị phải... Chị phải sao? Chị giống như là chị... Chị là cái vũ trụ ồn ào là có tên chị. Chị là gửi cái thông điệp cho tụi em á. Cái thế hệ sao ồn bắt chước chị không á. Trời ơi. Là ngày xưa là chị đại diện cho cái những cái người mà trầm lặng là chị ồn nhất. Cái chị truyền năng lượng cho tụi em. Tụi em học theo tụi em ồn. Đâu có. Chị có ồn không em? Có. Vô chích bóng em, vô chích. Vậy là em sẽ chích 3 bóng nha. Trời ơi, anh muốn làm gì anh làm. Nó nghe là chích hai đứa này đi, hai này nó đẹp, chích nó đi. Má chị chịu nhưng chích tụi chị hoài á. Đúng rồi, em thấy là cái bộ đề này là chỉa vô chị. Ờ, chỉa vô chị. Nó chỉ kêu bằng ngực. Hương nè Hương. Hương nè Hương. Hương. Khao khát vậy trời, MC khao khát vậy trời. Tiếp à, tiếp à, tiếp à. Ai là người hào phóng nhất? Một bước ạ. Bước ạ. Ai là người hào phóng nhất? Không ai bước ra hết giờ. Rén. Hết giờ. Và chúng tôi ghi nhận người hào phóng nhất trong tất cả những người chơi của chúng tôi tại Tiếp Chiêu Đi Chờ Chi đó chính là Nam Em. Cho mượn giấy bong bóng coi, tao final work coi. Final work nữa hả? Những bước đi vậy? Đầu tiên. Ngại ngùng gì mà không chích bóng ăn mừng nào. Em hào phóng là mua 50 ly trà sữa mời cho nguyên đoàn đó. Câu này là câu gài đó. Ủa? Nam em hào phóng mua trà sữa tặng nguyên đoàn coi. Chúc em về em mua. Rồi Chúc về mua rồi, ngon rồi. Hào phóng nha. Ngon rồi. Sữa hào phóng. Tại vì mọi người Nam em thắng đó. Nữa. Nói chung là trong này là Thuận với Nam em là còn nhiều bóng nhất. Anh Thuận là còn 4 bóng nha. Anh Hoàng Phi chỉ còn 2 bóng thôi. Em hỏi những cái câu văn hóa nữa lên. Văn hóa rồi ha. Ừ, học sinh giỏi toàn phần rồi. Ờ. Ai là người trung tình nhất? 3, 2, 1 xin mời. Wow. Tại sao chị cười? Nghe em quá.
Kết quả hết sức bất ngờ. Đây anh đoán được không? Anh đoán được không? Rồi mời anh đoán. Người thứ nhất bước ra là chị Hương. Thứ hai, nam em. Thứ ba, Khương. Thứ tư, anh Phi là không có rồi, chứ không có thứ tư đâu. Thứ tư là Hoàng Phi, và người duy nhất không bước đó chính là anh Thuận Nguyễn. Trời ơi. Câu hỏi này nó khó trả lời lắm. À, chung tình vì có gia đình rồi. Bây giờ mà không bước lên coi nó cũng kỳ. Gia đình đang hạnh phúc, coi xong game show là có lục đục liền. Nam em thì sao? Nam em là một người chung tình hay như thế nào mà mình có động lực mình bước lên? Em bước nửa nửa hả? Bước nửa nửa là chung tình một nửa thôi hay sao? Ừ. Ví dụ ai tốt mình tốt lại thôi. À, còn không tốt mình thôi mình gút. Vậy em đứng ở chổng đi, em gút luôn đi chứ tự nhiên lòi ra làm chi. Thôi nói gì nói nữa. Em sẽ chết với người có gia đình. Để kế hoạch. Ông nói nghe nè, chờ những người chân thật mà em. Thật nè. Tội nghiệp quá, đâm mà đau lòng. Còn mình không có cái gì mình cũng bước lên nè. Em vui, em vui. Em có bồ đâu mà cái gì em cũng chọt chọt lên đó Phi. Không chị, cái tình của em nó cũng chung chung lắm. Cho nên em nghĩ em phải bước ra. Và bây giờ sẽ là câu hỏi tiếp theo. Ai là người thông minh nhất ở đây? 3, 2, 1, xin mời. Tại sao không ai bước là? Ai là người thông minh nhất? Hết giờ. Và người duy nhất nhận mình thông minh trong tất cả các nghệ sĩ ở đây xin được gọi tên Duy Khương ạ. Thấy em thông minh có tiếng người cũng vậy. Tại sao niềm tin nào mà khiến cho anh bước lên những giây đầu tiên luôn? Thường thì những người thông minh không bao giờ tự nhận mình là người thông minh. Mấy đứa ngu hay nhận mình thông minh lắm. Mấy đứa ngu hay nhận mình thông minh lắm. Em nghĩ em chơi ngu nhất đem nhận em thông minh. Không, em rất thông minh. Tại vì Phi sẽ là người bị đập trên đầu. Tại Phi có con trái banh duy nhất. Rồi, tôi ăn cái búa rồi. Ờ, giờ sao em? Tấp ảnh cho em. Tấp nha. Hết không? Đàn ông lại liền. Nam em. Nam em. Người trung tâm. Rồi, rồi. Và như vậy chúng tôi đã có kết quả. Và người đang giữ số bóng nhiều nhất đó chính là anh Thuận Nguyễn. Dạ bây giờ Thuận được quyền đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ các bạn. Khương nữa, Khương nữa. Ngay trên sóng truyền hình, hai diễn viên trẻ chuẩn bị đánh một người diễn viên lớn hơn. Không, nhưng mà em nghĩ là chơi đến hết luôn đi. Vậy còn một câu nữa đi, còn câu nữa đi. Ba người ba trái rồi đó. Ba đứa ba trái à. Rồi hỏi câu nữa đi. Rồi một câu nữa đi. Câu nữa đi. Tôi giữ búa cho, tôi giữ búa cho. Và câu hỏi quyết định. Ai là người giàu nhất ở đây? 3, 2, 1, xin mời. Ai dám nhận qua chị tôi. Chị ơi, không lẽ để đàn em nó vượt mặt mình như vậy sao? 3, 2, 1, hết giờ. Ai là người bước lên? Em hả? Dạ. Em lãnh vậy? Mày đi bán lạp xưởng mà giàu có gì? Không chỉ riêng anh Thuận Nguyễn tự nhận mình giàu mà còn một người bán chân gà nữa. Thông minh giàu có nữa. Em nghĩ là câu này chị lên, em cũng không để cho chị thắng một mình được. Mà chị đâu có giàu đâu. Chị giàu. Chị không có giàu cho nên chị đứng ở trong đó. Tại nãy anh nói đó, những người thông minh không bao giờ nhận mình thông minh. Đúng. Và những người giàu không bao giờ nhận mình giàu. Không bao giờ nhận mình giàu. Giàu dữ lắm. Chị không giàu thì em giàu, em chích bóng. Không, nhưng mà em tính ra là chị chơi rành rồi, chị cho tụi em bước lên không mà chị đứng ở trong. Chắc Phi cũng chơi không rành à. Thôi chị ơi, mình nuốt cái nổ đó lại, mình để dành cái nổ đó cho cái lúc đánh. Dạ, bây giờ chơi một vòng nữa nha. Một vòng đi. Thêm một câu hỏi chọn nữa. Chọn ra một người thắng duy nhất thôi hả? Dạ, đúng rồi. Ôi, làm như đăng quang hoa hậu quá. Rồi câu này chân thật nè. Và câu hỏi của chúng ta.
ai là người sáng nắng chiều mưa? Chị chứ không ai á, tính của chị. Tính của chị thì chị nhận. Tính của chị thì nhận. Chị đừng có vậy. Hồi đó giờ anh không mưa chị Hương hay sao mà bữa nay anh không có vậy? Hồi xưa thích, nhưng mà đi quay chung mới thấy chị sáng nắng chiều mưa lắm. Ai là người sáng nắng chiều mưa? Mạnh dạn lên nào. Hồi sáng khen mày duyên ghê nha, chiều nó mày ồn. Hết giờ. Hai ánh mắt chạm nhau. Ủa, chị hả? Em mắt mới diễm bước ra. Em sáng nắng hay chiều mưa nào? Em đẹp ngời ngời. Em một cặp sóng thần mắt diễm bước ra. Không, rồi tới cuối cùng là cái câu hỏi cuối cùng là cái câu hỏi mà chị sống thật với bản thân mình đó hả? Không có sao, chị nhận vậy thôi. Nãy chị giao rồi, chơi chân thật đi, hai hai đứa mình thế nào cũng bị quánh. Không có sáng nắng chiều mưa nha. Không có sáng nắng chiều mưa như đó. Từ nãy chị la em là tại vì chị nóng nổi. Nóng nổi. Sáng nắng chiều mưa. Từ nãy chị la em là tại vì chị nóng nổi. Nóng nổi. Sáng nắng chiều mưa. Là anh Thuận đúng không? Bây giờ nhất định phải chơi. Không chơi không được. Phải chơi tìm ra người chơi. Bây giờ còn lại một cặp. Cặp quá đẹp luôn. Hỏi đi, hai người đẹp nhất. Ai là người đang có tình cảm với người còn lại? Ba, hai, một, xin mời. Không có dấu cảm xúc. Hết giờ. Hai đứa luôn. Tại sao lúc hỏi có tình cảm em không bước ra, có chị trong đây. Rồi giờ chị nghĩ có tình cảm cái em bước ra. Con bé hồi nãy nghe coi có tình cảm hoặc là cái câu hỏi đó nó rụng ràng tết không ha. Nó muốn nhảy ra khỏi cái chương trình luôn chứ phải đi bước ra khỏi cái vòng đó nữa. Có không mà. Thôi khỏi đi. Trả lời đi. Trời ơi, em như mẹ nó vậy á. Thì Thì vậy? Thì chết chứ sao. Phan đi mà, để ta trả lời mà. Thì em cũng cũng thương Nam Em như là kiểu như đồng nghiệp đó. Thôi, cắt đi. Ngay chỗ thương Nam Em là được rồi. Thì em cũng cũng thương Nam Em. Gì em bước ra, em có tình cảm với Thuận Nguyễn? Thì ảnh đẹp trai mà, hợp với em mà, hai đứa trong showbiz mà, yêu nhau cũng hay mà. Dễ thương. Rồi, một chàng phát tay để chúc mừng cho cặp đôi thua cuộc. Và như vậy là chúng ta vừa trải qua những cái câu hỏi, những từ khóa đến từ vòng thi cuối cùng. Từ khóa này của ai? Và như vậy là chúng ta đã không tìm ra được người chiến thắng trong vòng này. Người chiến thắng duy nhất đó chính là MC ạ, người giữ nhiều bóng nhất. Và chúng ta có hẹn vào lúc 20:30 các ngày thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Madison Media Group thực hiện. Và bây giờ hẹn gặp lại quý vị ở số tiếp theo. Dễ lắm, chơi cái trò chơi này nó khỏe con người lắm. Ồ vậy hả chị? Ừ, chơi nó khỏe, nó nhẹ nhàng lắm. Vậy thì tội già Ngọc quá. Ủa sao vậy? Dạ, vậy hả? Già Ngọc yếu thế. Không dám đâu, tôi mạnh lắm đó bạn. Tôi dân tập gym mà bạn. Thân em vừa trắng lại vừa tròn. Thân em vừa trắng lại vừa tròn. Bảy nổi ba chìm với nước được. Bảy nổi ba chìm với nước được. Thuận với Ngọc mọi người nửa điểm coi như bỏ. Nửa điểm lấy làm gì? Ủa? Sống bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu? Khoan khoan chị nói chỗ đi. Trời ơi anh Giang nè, anh Giang nè. Sống bắt đầu từ gió bắt đầu từ đâu? Em không biết nữa nhưng Khánh cũng phải thật trả lời. Em có nghĩ là sức tập gym của em chơi cái trò được không? Bắt đầu em cảm thấy thật vô nghĩa rồi đó.